Rồi, test tree nè. Phần này là phần gì biết không? Khi con đọc cái đề con thấy chữ stress là nhấn âm. Khó nha. Rồi, beneath các bạn nhấn âm 2 cho cô đánh vào đây. Caesar là nhấn âm đầu. Wardrobe là nhấn âm đầu. Và cover các bạn sẽ nhấn âm đầu. Tức là các bạn đọc mạnh hơn, trong đầu mạnh hơn chút. Nha. Còn câu A, beneath các bạn nhấn đọc âm nít á. Beneath. Đó là âm 2. Còn 3 cái là âm đầu. Có hiểu không? Các bạn ngơ ngơ ngáo ngáo thế. Ngơ ngáo là con cáo hả? Nè. Cover các bạn đọc mạnh hơn được không? Các bạn không đọc nước hầu hết. Các bạn đọc cover. Đấy. Hiểu chưa? Rồi wardrobe này. Mình không đọc là wardrobe. Mà mình đọc là wardrobe. Wardrobe. Cái wa là mạnh hơn. Đọc cái từ beneath này. Beneath. Các bạn đọc là beneath. Mình đọc là beneath. Thì cái này là âm 2. Cái này là âm 1. Mạnh hơn cái này. Và scissor cũng là cái kéo nên nó nổi đấy. Tiếp theo. Tiếp vào đây. Cooker các bạn nhấn âm 1 cho cô. Folder âm 1 luôn. Detroit các bạn lại là âm 2. Interest là nhấn âm 1. Vậy thì ở đây các bạn khoanh vào câu C đấy. Câu số 3, Frying là chữ này. Tower là chữ này. Socket là chữ này. Và Include âm 2. Include. Các bạn sẽ khoanh vào câu D là đáp án. Chemical là âm 1. Precaution là âm 2. Electric là âm 2. Electric. Destruction là âm 2. Vậy khoanh vào đâu? Chemical. Remember âm 2. Dangerous âm 1. Vegetable âm 1. Opposite âm 1. Vậy khoanh vào đâu? Remember. Dễ không? Dễ chưa? Nãy giờ ngồi không làm được hả? Bài này suy nghĩ đi, suy nghĩ là tôi luyện giọng một tí đã chứ. Biết không còn bạn văn chép bài này cho chưa, chép bài này không kìa, chép chưa biết rồi nào đó được bảo hiểm được mà không cần lớp biết được một chỗ mình tìm lên không biết làm đâu. Rồi, biết cho con một đoạn văn đi. Không. Chép xong chưa bo, xóa được chưa? Này là chơi như đi. Duy chưa biết hả? Biết cho một đoạn văn đấy. Phòng chống virus. Cái bài gửi đấy. Lớp 7. Rồi mà không biết được một đoạn văn là lớp là thua. Em thua kém bạn bè à? Biết như thế này này, câu mở màn cho cô như thế này. Có rất nhiều cách để mà phòng chống virus. 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 Biết nào? Tốt đầu tiên. Bạn cần YouTube, bạn nên. Bạn nên làm gì đó biết cho tôi. Trong sách có cái sơ đồ đó. Second. YouTube làm gì đó. Biết là vở nha. Third. Secondly đi. Firstly đi. Thirdly. YouTube làm gì đó. Nhớ ở đây có 2, 4, 5. Fourly. YouTube. Và finally. Finally. YouTube. Đấy, có tất cả 5 cái ý ở trong sách đó. Các bạn có thể viết như vậy. Khi năm bạn nhất. À, if you follow. Follow là theo sau. Bow là bên trên. Bow tip. Bạn sẽ. Bạn sẽ you will. You will avoid virus. Sẽ tránh được virus. And healthy.
and stay healthy, sống khỏe mạnh. Đấy, viết vào cho cô nhá. Cái chỗ chấm 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 này là các con lấy trong sách để viết vào cho cô. Nhanh cô xuống kiểm tra trong vở. Viết cho rõ ràng nào. À, đây là cách viết của bằng văn, phải có mở bài, thân bài và kết bài. Không, dài lắm, ngắn gọn. Rồi, mấy anh này, mấy anh chị lớp 8 nào. Chạy nhanh cho hết nhá. Cái gì là một cái đồ đạc nơi bạn có thể treo quần áo? Alex nói rằng, nói với ai? Nói với chính bản thân anh ấy. Là anh ấy thật là may mắn để mà sống sót. Bản thân, đại từ phản bội nào? Him, himself. Trẻ em nên uống sữa mỗi ngày đúng không? À, nó tốt cho bọn họ. Bây giờ từ nào? Ót thì phải có gì? Ót phải có chu. Don't have và chu dịch nghĩa là sai. Must not dịch nghĩa là sai. Và chọn A. Rồi. Tại sao câu 9 xài B? Giải thích. Ót chu đúng rồi. Câu số 10. Tại sao cô chọn because? Giải thích. Chúng ta sẽ đi bơi hôm nay bởi vì trời nóng rồi. Câu số 11, giải thích tại sao cô chọn câu A. Tại sao? Thấy cái thằng BD trai chưa? Try gì? Try chu. Try chu BD nào. Try cộng infinity. Chu infinity để chỉ cái gì? Try cộng với chu infinity là cố gắng làm gì đó nhá. Còn thằng try mà đi với verb in là gì? Là thử làm gì đó. Ghi chưa vậy? Ghi rồi không nhớ à? Vậy là tôi cố gắng nhớ tên của cô ấy nhưng mà tôi không nhớ được. Thằng này mất não rồi nhá. Con nhỏ này chưa đủ để đi vào trái tim của anh chàng này, không nhớ được. Tôi sống trong một căn phòng. Rồi, bây giờ store là cửa hàng. Store. Tôi sống trong một căn phòng. Đây có thể dịch là nhà kho cũng được. Bên trên. Các bạn sẽ xài cái từ above, bên trên. Phía trên cái nhà kho. Tôi sẽ, nó sẽ làm cho tôi mất 1 giờ đồng hồ để làm việc nhà. Việc nhà là gì? Household gì? Household chore. Rồi. Cái gì? Đặt quá. Cái gì? Người đầu bếp cho quá nhiều muối vào đồ ăn. Đầu bếp là gì? Cooker à? The cooker. Cooker đúng hơn chứ. Rồi, xuống ngoài dưới. Tôi sơn ô tô của tôi myself, tự sơn, để mà tôi không muốn mang nó ra gara. Để mà hả? Sâu đắt là để mà các bạn. Có chọn để mà không? Viết từ gì? Hả? Lý do, giải thích lý do là gì? Bởi vì, đúng rồi. Chuyển thành, chuyển thành because. Sang câu 17 đi. Chúng tôi phải đi tới trường ngày mai bởi vì giáo viên à, chúng tôi không phải, không được, đây là không được phép, không được phép đi học bởi vì giáo viên có họp. Không được phép hay là không cần? Ok, không được phép. Những cấm đoán thì gớm à. Vậy là we gì? We don't have a gì? Chết tao chưa? Rồi, thật là đen cái rồi. Để không phủ lên chỗ bấm điện. Úi giời ôi. Không tiêu điện mới giờ. Ủa bấm điện là gì? Ồ bấm điện là gì? Y lét kít gì? Đọc ngay, lật sách ra. Lật sách cho không? Nhanh. Chứng tỏ luyện viết chưa đạt yêu cầu. Thì ta phải tăng hàng trăm lần. Đúng. Thuộc đâu? Dạ, sang bài số 4 giờ đây là tôi bắt anh chị luyện cho mỏi nứ cái tay mới được. Thì thấy chưa? Y lét gì? Hả? Con này nó còn chết.
Lọc con. Nhưng mà bên trước có từ sóc kẹt nghĩa là gì? Electric gì? Electric gì? Không phải, city là điện. Còn thuộc về điện tính được ấy. Electric gì? Cái bài nào? Là cái bài mà ở phòng bếp á. Phòng bếp không phải nơi để chơi ấy. Đâu? Sách giáo khoa. Ổ cắm điện không có? Ổ cắm điện. Electric gì? Electric gì? Cái mặt con như mặt con gái. Electrical. Sắc kịt. Thì thấy chưa? Electrical chưa? Con, cho nó nhìn con. Chưa biết đâu luôn, thấy chưa? Thì đi tìm ngay lập tức cho tôi. Sửa lại đi. Cái này là ổ cắm điện này. Electrical sắc kịt. Rồi, chuẩn bị vấn luyện trăm lần nhá. Cảnh sát ở đó để đảm bảo rằng không có bạo lực. Không thể dare be được, mà là dare y. Mà quá khứ rồi, dare word. Dare word cho cô. Anh ta quyết định đi thăm một người bạn. Người mà sống rất là nách chu với cái nơi anh ta ở. Ất đắt mà mình. Cô ký trong rồi có. Chúng ta không xài nách chu ở đây được. Nearby. Rồi xuống bài dưới. Ông bà thân mến của con, xin chào. Ông bà có khỏe không? Chúng con rất là. Ủa đâu? Chỗ nào vậy? À đây đây đây, chúng con rất là khỏe. Viết từ file vào đây. Sách cô đâu nhỉ? Chúng con rất khỏe. Tiếp tục. Khỏe như thế nào? Đến đâu rồi? Rồi, câu tiếp theo nào. Đây là bức tranh phòng khách của con. Ớp này. Ớp the living room này. Nó rất to, có rất nhiều cái gì ở đây? Cửa sổ. Window. Window. Và nó rất nắng. Câu 24 sẽ là ợp khớp, tất nhiên rồi. Ợp tất nhiên. Chúng con không vẫn chưa có cái gì. Nhiều đồ đạc. Ở đây là furniture. Most furniture. Nhá. Chúng con gì? Đã mua bầu một cái ghế dài rất đẹp. Thực ra nó một cái giường ngủ sofa. Nó có màu blue đẹp. Chúng con muốn gì? Muốn chu ghét một cái bàn để đặt cái gì in front of. Xong nhá. Xong chưa Trương? Bài này John sống ở đâu? Nước Anh. Rồi có bao nhiêu người? Bố mẹ. Mấy người? Nhà nó có 6 người, tính cả nó nữa. Nhà nó là 7 người. Có bao nhiêu phòng? Mấy? 1 nè. 2, 1 phòng ăn nữa là 2 nè. 1 phòng bếp, 1 phòng ăn, 1 phòng khách, một toilet, rồi một căn phòng riêng biệt để đựng máy giặt bên trên là 5 phòng ngủ là 10,
2 phòng tắm là 12 và một cái toilet khác là 13. Đếm chưa? Đếm không biết đếm. Rồi dining room là nơi gì? Ăn đồ ăn. Câu nào không đúng? To, không có vườn. Nó có vườn không? Có vườn em. B. Xong, sang test for đi con. Say. Say nè. Ray nè. Market nè. Chặn câu này. Folder. Cover. Socket nè. Remember. Chọn câu này. The rug. Rug. Bus. Century. Này. Beneath là chữ Y. Heavy. Bread. Where. Cupboard. Object. In glue. Place. Chọn câu này. Chọn xong chưa? Ôi dồi ôi. Trời ơi. Trời ơi. Cô đi ngủ lắm. Im lên mà cô. Im lên mà cô. Phải gì cô? Tôi phải kiểm tra đã, anh phải đọc được cái bài đó. Rồi, cái gì là một cái hộp bằng kim loại để đựng đồ ăn đồ uống mát và tươi? Tủ lạnh. À, chúng tôi giải trí, tự giải trí bằng cách chơi bài. Đây đại từ phản bội này, bản thân này. Ở đây tại sao chọn cái từ suốt? He và chu phải đưa ra đầu được. Chọn cái này thôi. Bạn nên off chu. Rồi, tại sao cô chọn nia? Cô không chọn nách bởi nách phải có chu. Chúng ta thấy rằng picnic ở Riedau bên cạnh dòng sông. Beside. Cô ấy đang nhìn vào người phụ nữ mà đang ngồi đối diện. Opposite, đối diện. Cô ấy sử dụng lá khô. Lá khô và cái que để mà phủ lên cái lỗ. Tết đang gì? Đang đặt quần áo sạch. Đi đâu? In the gì? Tủ quần áo. Rồi on the left up. Bên trái của bức tranh. Chép vào. Có rất nhiều cách để phòng chống virus. Đầu tiên bạn nên đeo khẩu trang. Thứ hai bạn nên tập thể dục mỗi ngày. Em ở đây. Rồi thứ ba là gì? Yêu suốt gì? Ở vai gì? Đám đông. À, tránh những cái đám đông. Cái tiếp theo, cái điều thứ tư bạn nên sao? Cái này là virus corona đó. Rửa tay thường xuyên. Wash your hand often, rửa tay thường xuyên. Rồi cuối cùng bạn nên sao? YouTube gì? Tập. Keep your dịch cho tôi mà không dịch đứng về. Keep your gì? Lát lên đây phải biết lấy là tôi dịch không? Surrounding clean. Không dịch được thì đừng có về, tôi nói rồi.
không đủ, là không đủ đặt đông người. Với một suy nghĩ trước khi đi đó. Tôi chưa cho về đâu nhá. Anh nào về thì thẳng về nhà, đừng có tới đây mà học nữa. Nói không nghe. Về đi. Đừng có tới học nữa. Đấy, dịch đi. Không dịch được thì đừng có về. Thứ nhất là phải đọc được. Cái thứ hai là phải dịch sang tiếng Việt được rồi về. Vậy thôi, đơn giản thôi. Ôi, sai. Không dịch được thì đừng có về nhá. Rồi, câu 6 con. Có dịch mấy chữ đầu tiên không có? Dorothy. Nick. Nick thì con phải là Nick gì? Nick Chuliver. Nhá. Cần phải rời đi bây giờ bởi vì cô ấy sẽ bị trễ cho cuộc họp. Tôi nghĩ rằng cô ăn nên. Ớt có sờ không các bạn? Ớt không có sờ. It took. Nó làm 3 người. Ở đây là gì? Chu mu. À, mất 3 người để di chuyển được cái đàn. On the go. Trên tường mà đối diện với cái cửa có một cái bức tranh rất to. Nào. On the go. Opposite. Opposite có chu không? Opposite không có chu. Nhớ. Không có chu. Rồi anh ta để lại cái ghi chú cho bạn bên trên cái bàn bếp. On. Cái này để trên bàn thì nó phải tiếp xúc với bề mặt rồi. Tiếp xúc bề mặt là phải on. Giữ cho cái khu vực sống của bạn nó sạch sẽ. Rồi bài này tôi phải kiểm tra mới về cho em bị điên à. Mơ đi. Cái tổ nhoi nhoi thấy ghét à. Rồi câu đầu tiên là safety. City. Câu 2 là gì? A và B đều đúng. Sút được và ớt chu được là câu D. Câu 2, 3 là gì? On. Tầng nhà, sàn nhà phải sẽ on rồi. Câu 2, 4 chọn gì? Hàng tháng là A và B đều được là câu D. Câu số 25 Electrical, câu A. Câu 26 Quick. Câu 27 Electrical, Device hoặc Appliance đều được, A và C đều đúng. Câu 28 không được phép và câu A hút thuốc trên đường. Nha. Về cái gì mà về. Bài cuối cùng. Câu 29 à. Câu 29 chọn câu nào? Câu nào sau đây có thể là tựa đề tốt nhất cho cái bài đọc này? À, phòng tránh, tức là biện pháp an toàn cho trẻ em. Biện pháp an toàn ở trong, ở nhà. Biện pháp an toàn cho người già. Vậy là câu nào? Mình đọc trên đây tí nào. Thấy không? Dành cho ai? Nhìn đâu, dành cho ai đây? Children nè. Thấy chưa? Con sẽ chọn là câu D. Diêm, bật lửa, nến có thể làm gì? Gây cháy nhà đúng không? Câu B và câu C đều đúng nè. Nguy hiểm và gây ra cháy nè. Thật là như thế nào để đặt đồ đạc gần cửa sổ? Nguy hiểm. Tại sao chúng ta phải giữ đồ đạc tránh xa cửa sổ? Bởi vì trẻ em có thể trèo lên và rơi ra ngoài cửa sổ. Bởi vì nguy hiểm cho trẻ em. Bởi vì trẻ em không trèo lên và rơi vào cửa sổ. Câu A, B á. Câu nào sau đây không đúng? Thật là không quan trọng để mà hút thuốc lá. Để làm gì? Detector on its floor. Thật là không quan trọng để có một cái máy phát hiện thuốc lá ở mỗi tầng. Ông Hoài nghe thấy sai sai rồi. Đây này, đọc trên đoạn này nè. Chỗ nào nói về thuốc lá đâu? Đâu thuốc lá đâu? Tìm cho tôi. Đây nè, bạn, you must have a smoke detector on each floor and test them monthly. Tức là cái chuông báo động cháy á. Chuông báo động khói á. Thấy chưa? Vậy là câu đó sai bởi vì bảo không cần thiết. Không quan trọng. Nhưng cái kia nó bắt phải có. Rồi xong về đi.